nhân dân. Trong thời khắc thiêng liêng của đất trời, chúng ta vui mừng được thưởng thức chương trình pháo hoa đặc sắc. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố cùng các cấp ngành, các doanh nghiệp và các đơn vị trên địa bàn thành phố đối với đời sống tinh thần của nhân dân. Với chủ trương xã hội hóa, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố đã đóng góp tài trợ kinh phí hơn 6 tỷ đồng tổ chức bắn pháo hoa tầm cao tại 8 địa điểm: bờ hồ Tam Bạc, trung tâm triển lãm thành phố, bờ hồ An Biên, trung tâm hành chính quận Dương Kinh, khu công nghiệp V-Zip Thủy Nguyên, khu di tích trạm trình Nguyễn Bình Khiêm, huyện Vĩnh Bảo, trung tâm hành chính các huyện Tiên Lãng, An Dương và khu cầu cảng Cát Bà, huyện Cát Hải. Cùng với chủ trương xã hội hóa, việc bảo đảm kinh phí bắn pháo hoa trên địa bàn thành phố còn có 6 quận huyện gồm Hải An, Kiến An, Đồ Sơn, Kiến Thụy, An Lão, Cát Hải tổ chức bắn pháo hoa tầm thấp phục vụ nhân dân đón giao thừa mừng năm mới. Chủ đề chương trình bắn pháo hoa đón giao thừa năm nay là mừng Đảng, mừng xuân, mừng thành phố phát triển nhanh bền vững. Chương trình được chia làm 3 phần. Phần 1 với chủ đề mừng Đảng quang vinh, thời gian 5 phút. Bắt đầu là những loạt pháo hoa màu đỏ vút lên bầu trời, báo hiệu thời khắc chuyển giao sang năm mới. Những luồng ánh sáng như một vầng dương chói lọi, tượng trưng cho ánh sáng của Đảng Cộng sản Việt Nam soi đường ta đi tới. Tiếp theo là những bông hoa cúc vàng, cúc trắng, lộc vừng cánh đỏ hòa quyện vào nhau tạo thành dòng ánh sáng tuôn chảy trên bầu trời, hòa lẫn với mưa vàng như những cành liễu rủ soi bóng trên mặt hồ gợn sóng. Phần 2 với chủ đề xuân về trăm hoa đua nở, thời gian 5 phút. Chúng ta sẽ được chứng kiến hàng vạn bông hoa đào, hoa mai đua nở giữa bầu trời thành phố với muôn sắc màu rực rỡ, cho ta một khung cảnh hoành tráng, liên tưởng đến sự đoàn kết sáng tạo và phát triển mạnh mẽ của các cấp, các ngành, các địa phương, các thành phần kinh tế của thành phố trong những năm qua, tạo cho chúng ta liên tưởng đến một sức sống mới, niềm tự hào và ý chí vươn lên mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân thành phố đã và đang biến ước mơ vươn ra biển lớn trở thành hiện thực. Phần 3 với chủ đề Hải Phòng bừng sáng mùa xuân, thời gian 5 phút. Trước mắt chúng ta là sắc màu rực rỡ như hàng vạn ánh sao tạo thành những sóng vàng lấp lánh trên bầu trời của những bông hoa hồng, hoa cúc, hoa mẫu đơn, hoa hướng dương, làm chúng ta liên tưởng đến tình yêu và những ước mơ khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân ta và cũng là niềm tin vào một năm mới tràn đầy niềm vui, hạnh phúc. Tin ở năm mới với những thắng lợi mới, những cách làm sáng tạo hiệu quả. Tin tưởng với những thành tựu kết quả mà Đảng bộ chính quyền, quân và dân thành phố sẽ giành được trong năm 2020. Thành phố Hải Phòng sẽ tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Kính thưa toàn thể nhân dân, tự hào được Ủy ban Nhân dân thành phố giao cho nhiệm vụ bắn pháo hoa phục vụ nhân dân vui đón xuân Canh Tí 2020. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo các cơ quan và Ban Chỉ huy Quân sự các quận huyện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố, các lực lượng chức năng của thành phố và các địa phương làm tốt công tác chuẩn bị để chương trình bắn pháo hoa đêm giao thừa đón mừng năm mới diễn ra đúng thời gian, vui tươi và an toàn tuyệt đối. Nhân dịp đầu xuân năm mới, kính chúc toàn thể nhân dân một năm mới sức khỏe, hạnh phúc, an khang và thịnh vượng.